người dân thành phố Hồ Chí Minh lỉnh kỉnh đồ đạc về miền Tây ăn Tết. Chiều 27 tháng Chạp, người dân thành phố Hồ Chí Minh đi xe máy, kèm theo lỉnh kỉnh đồ đạc về quê ăn Tết Nguyên Đán 2023. Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật, chiều ngày 18 tháng 1, 27 tháng Chạp, người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu rời thành phố Hồ Chí Minh để về quê ăn Tết. Từ 27 Tết, nhiều công ty cũng đã nghỉ Tết. Vì vậy người dân cũng lựa chọn xe cá nhân trong hành trình di chuyển về quê ăn Tết. Theo đó, tại cửa ngõ phía Tây thành phố, lượng phương tiện đi qua quốc lộ 1 đông đúc hơn. Đặc biệt hơn, lượng phương tiện đông hơn từ sau 17 giờ 30 phút. Tại đây, các phương tiện di chuyển chậm, một điểm diễn ra tình trạng ùn ứ nhẹ tại các nút giao. Cụ thể, tại đoạn quốc lộ 1 từ cầu Bình Điền đến nút giao quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh đã xảy ra ùn ứ nhẹ. Đến hơn 18 giờ, lưu lượng phương tiện qua cửa ngõ phía Tây tiếp tục đông đúc. Lực lượng chức năng được huy động điều tiết giao thông ở các nút giao thông. Đồng thời, đoàn thanh niên PC08 cũng đã phối hợp trạm cảnh sát giao thông Tân Túc và huyện đoạn Bình Chánh phát nước suối, tờ rơi, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho bà con về quê ăn Tết.